tiếp tục xem máy cắt sử cụ nha các bạn. Đây là những cái khóm lúa mà rất là khó cắt, anh em mình phải để lại. Bây giờ cũng chiều rồi, anh em mình tiến hành cắt và xử lý hết cho bà con mình luôn nha. Giờ này cũng 5 giờ mấy 6 giờ rồi. Đây là những cái chỗ mà rất là khó cắt, nãy nước còn khá là nhiều nên anh em mình bỏ lại, sợ đề phòng khi nó lúng á. Bây giờ là cắt hết rồi nên chỉ còn một cụm nhỏ thôi, cho dù có lúng thì cũng không sao, thì lúa của bà con mình cũng thu hoạch sắp hết rồi. Máy cắt đi nghỉ rồi. Đó, tắp vô đó để nghỉ nha các bạn. Còn một lõm bên đây chắc có lẽ là cũng tương đối là khó nên là máy mình bỏ lại nha. Nó sập hết trơn rồi nè. Để mình tranh thủ qua bên kia mình quay chiếc 105 Pro cắt kịp trời mưa không nha các bạn ơi. Tranh thủ vừa quay cho các bạn xem nha. Hôm nay đến với bà con ở vùng Tắc Cậu xem thu hoạch lúa nha cả nhà. Đất ở đây đất lung nên nó rất là dễ lúng nha. Nãy
lúng hết lẩu rồi. Anh em mình mới vừa giải cứu thành công, rồi sau đó tiến hành giải quyết phần còn lại của cánh đồng này nha cả nhà ơi. Ở đây thì cá còn khá là nhiều, nó dùng này cá dữ lắm cá, tại vì cầm xong cái bé. Thấy bầu trời giờ là những mưa đang tịnh hết rồi, anh em mình tranh thủ cắt được lam nào thì đỡ lam nấy cho bà con nha. Bây giờ thì anh em đi xiên cá, cũng tranh thủ ra đồng để kiếm cá. Nó bắt liền tay thì rắn hết các bạn, chỗ này còn nhiều rắn lắm, mà rắn này mập mập luôn, nó giống hình rắn bông súng mình, ở đây người ta gọi là rắn nước. Cây cầu mà xe tải đang chạy xuống đó là cây cầu cái bé nha, cầu cống cái bé. Cái cống này nó cũng mới làm. Ồ, cá nhóc đó xe. Lụm liền con ăn không các bạn. Ở đây thì mấy bạn sẽ được thấy rõ hơn ha. Cũng bạn sắm lỗ xuống đi. Chờ đi đi nữa. Bắt đầu là có cá rồi đó, nhiều rồi nè. Rồi tiếp tục có người chuẩn bị ra đồng để bắt cá nữa nha. Anh lên thiệt thô. Xa xa với đó ta lụm cá liên tục, ông áo xanh ngồi xuống đó lụm nó thấy không, lóc có chi không đó thấy không. Ở đây thì mỗi người bắt trung bình cũng 3-4 kg trong một lần đi bắt nha, bắt buổi nhỏ thôi vài tiếng đồng hồ, có người bắt lâu từ sáng đến chiều thì 7-8 kg, 10 mấy kg. Đây thì còn nhiều cá lắm. Quá trời đã mưa rồi. Buồn quá, nói sao. Không kịp rồi. Không kịp rồi, thấy rồi. Trắng trời chứ. Trắng trời hết trơn rồi. Quá rồi, lớn rồi các bạn ơi. Nó quay được rồi, chạy rồi. Nhiệm vụ còn lại của mấy anh em xì cá rồi. Quá lớn rồi, quá lớn rồi.